Trong bài phân tích của mình, đài CBS Sport của Mỹ điểm lại hành trình giành vé dự World Cup của đội tuyển nữ Việt Nam, đồng thời điểm qua kết quả thi đấu gần đây của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Tuyển nữ Việt Nam sẽ có ra mắt sân chơi World Cup bằng trận đấu với Mỹ trên sân Eden Park tại Auckland, New Zealand. Đội bóng này đã giành được vé dự World Cup sau khi vượt qua vòng playoff diễn ra tại Asian Cup 2022. Trước thềm World Cup, tuyển nữ Việt Nam có những kết quả khá trái ngược. Đội bóng này vừa vô địch SEA Games, nhưng mới đây đã thua Đức 1-2, thua Tây Ban Nha 0-9 ở những trận giao hữu. Đáng chú ý, đài CBS Sport đánh giá Thanh Nhã và Huỳnh như là hai cái tên đáng chú ý nhất bên phía tuyển nữ Việt Nam. Nguyễn Thị Thanh Nhã là ngôi sao trẻ đáng xem của đội tuyển nữ Việt Nam. Cầu thủ 21 tuổi này chính là người ghi bàn thắng trong gặp Đức mới đây. Cùng với đó, tuyển nữ Việt Nam còn một lựa chọn chất lượng khác trên hàng công. Đó là tiền đạo Huỳnh Như, người đang giữ vị trí chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại của đội tuyển với 67 bàn thắng sau 72 trận đấu, đài truyền hình của Mỹ đưa ra nhận xét. CBS Sport kết lại, phải chạm trán những đối thủ khó nhằn tại World Cup, tuyển nữ Việt Nam chắc chắn đã có kế hoạch riêng cho mình và sẵn sàng làm nản lòng đối phương bằng một đội hình thi đấu có tổ chức. Đáng chú ý, trận đấu sắp tới sẽ là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Mỹ chạm trán nhau, hứa hẹn có thể mang tới những diễn biến thú vị. Cách đây ít ngày, Thanh Nhã được Liên đoàn bóng đá châu Á đánh giá là một trong 6 cầu thủ trẻ hay nhất châu Á. Giờ đây, nữ cầu thủ sinh năm 2001 tiếp tục được đài truyền hình CBS Sport của Mỹ ca ngợi là ngôi sao trẻ đáng xem của tuyển nữ Việt Nam tại World Cup nữ 2023. Điều đó cho thấy sự quan tâm của truyền thông quốc tế tới thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Tuy nhiên cũng phần nào khiến Thanh Nhã có thể sẽ nhận được sự theo kèm sát sao hơn ở giải đấu sắp tới.